Tuyết Cương, đại gia ngầm của Vbiz U50 cưới vợ kém 26 tuổi. Cách đây ít ngày, Tuyết Cương nhận được vô số sự quan tâm của khán giả khi thông báo kết hôn ở tuổi U50. Bên cạnh cuộc sống hạnh phúc với vợ kém 26 tuổi, nam diễn viên còn là một đại gia ngầm của showbiz Việt. Hoạt động trong làng giải trí nhiều năm, Tuyết Cương sở hữu khối tài sản khủng. Được biết, nam diễn viên có niềm đam mê lớn với các loạt xe, điển hình như xe cổ, xe mô tô phân khối lớn, xe thể thao. Hiện tại, Tuyết Cương cũng đã sưu tầm được nhiều mẫu xe khác nhau, thỏa mãn sở thích của mình. Bên cạnh đó, dù giàu có nhưng Tuyết Cương vẫn luôn sống giản dị. Anh thường xuất hiện với những bộ trang phục bình dân, với quần jean, quần tây, áo thun, sơ mi, và nói không với hàng hiệu. Thế nhưng thật ra các đồng nghiệp thường bóc phốt rằng Tuyết Cương là một đại gia ngầm của Vbiz. Nam diễn viên có thể tậu rất nhiều hàng hiệu, xe hơi bạc tỷ nhưng lại không yêu thích những thứ ấy. Không chỉ vậy, Tuyết Cương còn sở hữu khá nhiều bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh và hiện đang cho thuê. Nam diễn viên từng hào hứng chia sẻ, cái gì tôi thiếu chứ tiền thì không. So với nhiều đồng nghiệp tôi không quá giàu, nhưng cũng không thiếu thốn gì. Tôi có nhà, có xe và một số tài sản nhỏ tích góp sau bao năm cày bừa. Dù sở hữu sự nghiệp thành công và khối tài sản khủng, nhưng đường tình duyên của anh lại gặp nhiều trắc trở. Trước đây anh từng yêu đơn phương một vài nữ nghệ sĩ trong showbiz Việt, nhưng đều không nên duyên. Nam diễn viên từng tâm sự rằng đã hạ yêu cầu chọn người yêu nhưng vẫn không tìm được người phù hợp. Thế nhưng vào ngày 10 tháng 4 vừa qua, khán giả vô cùng ngỡ ngàng khi nhiều sao Việt đăng ảnh đến chúc mừng đám cưới Tuyết Cương. Ở tuổi 49, nam diễn viên chính thức kết hôn với vợ kém tuổi tên là Ngọc Thưởng. Trong đám cưới, Tuyết Cương hào hứng tự làm MC cho buổi tiệc. Nam diễn viên gọi bà xã là người đẹp ngủ trong rừng và tuyên bố chấm dứt những ngày tháng phải ăn mì gói để thưởng thức những bữa cơm gia đình ấm áp. Anh chia sẻ, xin mọi người cho một tràng pháo tay dành tặng cho cô dâu Ngọc Thưởng. Sau đây mời cô dâu lên sân khấu. Cô dâu chính là người đẹp ngủ trong rừng của tôi, giờ mới xuất hiện. Tôi xin tuyên bố kể từ hôm nay chấm dứt những ngày ăn mì gói, ăn lẩu ngoài đường, chuyển qua ăn cơm nhà. Tôi xin mời tất cả cùng nâng ly vì hạnh phúc của tôi. Nam diễn viên nói thêm, nhan sắc của vợ Tuyết Cương cũng được nhiều khán giả khen ngợi là trẻ trung xinh xắn. Giống như ông xã, cô nàng này có phong cách thời trang khá giản dị và không thường diện hàng hiệu. Bên cạnh đó, Ngọc Thưởng cũng thường xuyên tự tin khoe mặt mộc xinh đẹp của mình lên mạng xã hội. Sau khi cưới vợ kém 26 tuổi, Tuyết Cương cũng có sự thay đổi ngoại hình hơn trước. Điển hình như anh đã cắt tóc, cạo râu để mình trông trẻ trung xứng đôi với bà xã kém tuổi. Dân tình nhận xét rằng, kể từ khi có vợ, nam diễn viên đã trau chuốt, chú trọng vẻ ngoài của mình nhiều hơn. Khán giả vô cùng ngưỡng mộ trước cuộc sống viên mãn của Tuyết Cương ở độ tuổi U50. Bên cạnh sở hữu khối tài sản kếch xù và là đại gia ngầm của showbiz, thì nam diễn viên đã bắt đầu tận hưởng hạnh phúc bên bà xã kém 26 tuổi.